Công nhận ở trên rừng gian này không khí thật là dễ chịu. Một hai một hai một hai yeah, hít cha cha cha, nhất dương nhị cửu âm cốt giáo túy quyền. Vì một thân hình sáu múi cố lên. Đến giờ mình phải về Long Cung thôi. Quái vật nào tới ta đều đánh bại hết. Người đâu mà đẹp trai thế nhờ. Tiếng gì vậy nhờ? Rõ ràng tiếng động phát ra từ đây mà, sao không thấy gì nhờ? Lạ thế nhờ. Thôi kể đi. Nàng ơi, chàng ấy không phát hiện ra mình. Chỉ cần uống lọ thuốc này mình sẽ có chân đi, nhưng mà gặp nước thì nó lại biến thành đuôi cá. Làm sao bây giờ cơ chứ? Thôi kể đi. Nhất định ta sẽ tìm được chàng. Ăn đi con. Ôi dồi. Nhanh cái chân lên. Buồn cười thật đấy. Con gái mẹ đẹp thế này mà không ai lấy, đi lấy con tấm thế mới kỳ chứ. Cái con tấm kia, mày có biết hộp quà này giá trị bao nhiêu tiền không hả? Mà mày làm rớt cái như là mít luôn mấy. Ui, mẹ cái thứ ơi, này à, xin lỗi. Mày làm cả đời cũng không đền cho tao được đâu. Muốn ăn bao nhiêu rồi hả? Để tao đánh mày chừng đấy cả nha. Mẹ ơi, con xin lỗi, để con nhặt lên. Chả nhặt thì không à. Ui dồi, ui, cái hộp quà quý của tao. Dũng này, ăn lại, nuôi tốn cơm tốn gạo, không có cái tích sự gì hết. Chắc nàng ấy sẽ thích lắm đây. Mẹ, mẹ, mẹ. Cái gì? Bỏ ra, cầm lấy. Đứng lên. Hả? Tấm, mọi người. Mọi người đang làm gì vậy ạ? À? Ôi dồi ôi, đây mẹ đang đi sắm đồ cho vợ. Đúng con đám cưới gì đâu. Thật vậy ạ? À? Con cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với vợ con nha. Tấm này, ta có mua váy cưới cho nàng đấy. Có váy cưới rồi đấy. Ngứa mắt. Chàng ấy đã có người trong mộng. Đây là chiếc váy cưới mà ta tâm đắc chuẩn bị cho nàng đấy. Đây, nàng xem có hợp không. Wow. Váy cưới này sáng quá con ơi. Váy cưới đẹp quá, ta cảm ơn chàng nhiều nha. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, giờ chúng ta về thôi. Hoàng thượng ơi, có chuyện gấp rồi. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Hoàng thượng ơi, đám cưới đang có vấn đề, 10 ngày về ngay giải quyết ạ. Ui, vấn đề á? Chuyện lớn rồi. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Mọi người đợi con một tí nha. Mẹ, mẹ trang điểm cho Tấm giúp con nha. Yên đi, tâm. Đi nha. Lát nữa cô dâu sẽ đến. Tấm tì. Mày để tao ôm hơi nặng rồi đấy. Đưa cái này đi. Ok mẹ, váy cưới của con mà. Cầm lấy. Của mày cái gì mà của mày. Vui quá mẹ ơi. Váy cưới sáng quá. Hợp với con đấy. Thôi đi về đi. Đi về. Nhanh lên cái con kia. Lề ma lề mê. Chỉ cần mình thay thế cô ta thì chắc chắn mình sẽ giành được tình yêu của chàng ấy. Ôi giời ơi, đến nhà rồi. Đây. Đứng dạ. Dậy. Để quà xuống cho tao. Nhanh. Để dạ. Đây. Mẹ ơi, con khát nước quá. Nước à? Thì còn muốn uống gì? Con muốn uống nước cam, không đường, không đá, không hạt nữa, ít protein, mà phải.
mẹ nó khát hổ hổ rồi đây này. Mẹ lại đi. Ui, đẹp con, không? Mà mặc cái này cưới anh Hoàng thì hết nước chấm, giống như bún đậu mà chấm mắm tôm. Tại sao mẹ ghẻ lúc nào cũng đối xử chèn ép mình như thế chứ? Mình cũng là con của mẹ mà. Tắm à, con không xứng với chàng ấy đâu. Cảm giác này sao? Khuôn mặt này sẽ là của ta. Đợi ta cưới chàng ấy xong rồi sẽ quay về xử lý cô. Mẹ ơi, phụ kéo lên cho con. Mẹ kéo lên. Mày béo quá. Cô Tâm, mày làm cái gì đấy hả? Mau trả lại váy cho ta. Cái gì cái gì? Váy à? Không bao giờ. Bữa ba bữa vẫn váy này của con gái tao. Này 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 này, cái gì mày nhìn tao ghê thế? Có tiện tao đánh mày không hả? Cô Tâm kia, đảm bảo là đưa váy đây cho ta. Mày làm gì đấy? Của em. Mẹ bảo gì tao trả váy cho con. Cô kia, mày bỏ tay ra. Đưa đây. Là của ta. Con kia, mày bỏ ra chưa? Đưa đây. Không được rồi. Đường trả là của ta. Trả đi. Ui, mẹ con. À, mẹ ơi, đau quá, gãy xương xương con rồi. Sao chị Tâm mẹ khỏe lúc nào không biết. Sao mà nó mạnh thế chứ? Chị với một mình chị ấy chọi hai mẹ con mình. Mà hai mẹ con mình đâu phải dạng vừa đâu. Mẹ, mẹ có thấy chị Tâm lạ không nhỉ? Có, nhưng mà mẹ biết bí mật của nó rồi. Đi. Công nhận hôm nay hoàng thượng chọn ngày cưới đẹp thật đấy. Trời không nắng cũng không mưa, không khí thật là trong lành. Tất nhiên ta phải chọn kỹ lưỡng rồi. Ngày này ta đã chờ đợi nó rất là lâu rồi. Cảm ơn ngươi đã đến đây giúp ta nha. Được dự đám cưới của hoàng thượng là niềm vinh hạnh của thần mà. Không ngờ có ngày ta lại được làm vợ của chàng. Ta tới rồi đây. Tấm. Thôi được rồi, cô dâu, chú rể đã đầy đủ. Ta xin tuyên bố đám cưới chính thức bắt đầu. Trước khi đám cưới diễn ra, có ai phản đối gì không? Ta phản đối. Ta phản đối. Mày ghẻ em cánh, sao hai người lại làm vậy? Mày cứ đợi đi, còn quái vật đang hiện nguyên hình rồi kìa. Chóng mắt lên mà nghe. Cô đây. Cái gì đây? Quý gì đấy? Nhưng mày thấy chưa? Nó là con gà chứ không phải con Tấm đâu. Thì đúng đây con Tám ta là vợ con cho. Em đây, em đây. Hoàng thượng, chàng cứu ta đi. Cô ta chết rồi mà. Ta không tin, ta phải đi tìm nàng ấy. Hoàng thượng, ta. Đám cưới này bất ổn thế. Hoàng thượng, ta cũng yêu chàng mà. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Không được yêu quý tàn biến à? Người đau khổ nhất vẫn là cám con. Con gái. Mau đưa bốn nguyên tố đi cho ta. Không đời nào ta giao cho ngươi đâu. Thế thì người mau chết đi. Mau đứng lại cho ta. Đuổi gì mà da như đĩa vậy? Đứng lại. Không chạy thoát được ta đâu. Giao viên ngọc đi.
phải tranh thủ nấp trước đã. Người đang ở đâu? Ra đi! Hắn sẽ sớm đến đây thôi. Mình nhất định sẽ không để chúng lọt vào tay hắn đâu. Người đâu rồi? Trốn được ta sao? Thuận theo ý trời thôi. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi tính làm gì ta hả? Vào viên ngọc đi. Không. Các ngươi lên. Không đời nào. Vào viên ngọc đi. Vào viên ngọc đi. Không lên. Đời nào ta đưa cho các ngươi đâu. Chạy cô, cô sẽ biết tay ta. Đây là hợp lý nhất rồi. Các con của mẹ ở đây nhé. Tiến hành thôi. La 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 la. Lấp lại. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Được đấy. Vàng của ta. Vàng. Cái gì đây? Giỏi quá. Chẳng lẽ đây là mấy viên ngọc thần trong truyền thuyết à? Đem về khoe mấy đứa thôi. Mau giao bốn nguyên tố ra đây. Ta không giao đâu. Ông đừng có ngoan cố nữa. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Có giao không? Có chứ. Ta cũng không giao cho ngươi đâu. Đừng hòng. Được rồi. Xem cô còn ngoan cố được bao lâu. À, không. Ngọc mày rơi vào tay ngươi, trời đất sẽ bị hủy diệt. Thật ra ngươi giết ta luôn đi. Được. Ta cõi nguyện cho cô. Xin chào chủ nhân. Hãy cùng ta đi tìm bốn nguyên tố nào. Các con ơi, các con. Ồ, đi 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 đi. Xem hai phim ảnh cái gì? Nhìn đây này. Ui, mẹ ơi, mẹ mang thứ gì về chói thế? Hoa hết cả mắt con luôn rồi. Ui, chói là đúng rồi còn gì nữa? Đây là mấy viên ngọc trời cho đấy. Hả? Trời cho. Bốn viên ngọc này sao nó lại? Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Mẹ đuôi, sao con? Chuyện này là sao vậy? Mẹ ơi, mấy cái này mình mang đi ôm dừa được lắm nè. Giờ còn mua được nữa à? Làm sao thế này? Mẹ ơi mẹ, sao con cảm thấy trong người con có luôn sức mạnh gì? Hả? Để sự xem gì? Sức mạnh nước nè. Đẹp quá chưa? Tuyệt vời. Thằng Hoàng có sức mạnh nước. Vậy mẹ có sức mạnh gì nhờ? Wow, mẹ gần đỉnh quá. Hóa ra là sức mạnh cây cối à? Đẳng cấp, đẳng cấp đi. Thế thì còn sức mạnh gì nhở? Wow, ngậm miệng lại. Chỉ hay quá. Giờ tấm về con của ta. Lại tuyệt vời như vậy. Thế là cả nhà mình đều có sức mạnh nè. Mày quá là... con lừa tăng lên thật đó. Mẹ vô tình nhặt được đúng ở cái ổ vàng mẹ giấu. Nên là ổ vàng á. Hình như có gì đó sai sai. Giỏi quá. Chẳng lẽ đây là mấy viên ngọc thần trong truyền thuyết à? Đem về khoe mấy đứa thôi. Tao nhớ ra rồi. Vàng của tao. Hả? Còn bổ rồi. Mẹ. Làm gì mẹ. Mà mẹ vội vã thế nhỏ? Chúng ta đi xem sao. Đi. Ui giời ơi. Vàng ta tích trữ cả năm nay mất đôi hết rồi. Đứa nào ác ôm lấy vàng của tao. Ta mà
bắt được ta vẫn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau, mày hiểu chưa? Mẹ, mẹ, Mỹ đưa chúng mày đến đây làm gì? Hả? Mẹ mất vàng á. Thôi, của đi thay người mẹ. Mẹ đi, vậy bỏ qua được thì bỏ qua. Cái gì mà của đi thay người? Chúng mày có biết vàng đây là mồ hôi công sức của tao không hả? Cái bọn kia. Điên quá. Người dạy nó ở đâu chứ? Từ từ, nguồn sức mạnh này, ta cảm nhận chúng đang ở gần đây. Mau đi thôi. Rõ. Ôi, mẹ ơi, dừng lại. Bình tĩnh đã. Đừng phá hoại thêm nữa. Thì chúng mày có bù vàng cho mẹ không? Bốn nguyên tố các người đây rồi, mau đi theo ta để thống trị thế giới. Hả? Mừng. Ôi trời. Hả? Mau đi theo ta. Ngươi lại. Ta chính là chủ nhân của các ngươi. Hả? Mày bị ảo à? Ngươi còn ít tuổi hơn ta, bắt ta làm đệ tử ngươi, ngươi thích chết không hả? Đúng rồi. Tin tao chưởng một phát là bay xa nghìn mét bây giờ chứ. Các người to mồm nha. Câu cuối, có đi theo ta không? Hả? Đã bảo không rồi lại còn. Hả? Hả? Mày thở không? Mày hở này. Mẹ ơi, cố lên. Cố lên. Dám. Các con. Mẹ à. Mẹ, mẹ. Đúng rồi, mẹ làm sao đánh lại được? Thế để con. Thêm chúng con nữa. Các người nghĩ có thể đánh bại được ta sao? Anh cảm đầu lên. Rõ. Cẩn thận. Nó tụi con ngang con. Bọn con á, chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó. Dám hại gia đình ta à? Tiêu diệt bọn chúng. Đúng là đồ ăn hại mà. Các con, ta đã mất bạn rồi, ta không thể để mất các con được. Mau đi theo bọn ta. Hả? Đừng hòng. Mọi người, một cây làm chảy nên non, bốn cây chụm lại, lên hòn núi cao. Tập trung. Đúng vậy. Các con, đồng lòng quyết chiến. Xem các người làm cái trò gì. Nguyên tố vũ khí. Nguyên tố của lửa. Nguyên tố vũ khí. Nguyên tố của nước. Thành công rồi. Vậy thành là công rồi. Là chiến thắng hai con quái vật. Yeah. Bây giờ mình quá mạnh mẽ luôn. Nhưng mà từ đuôi cá biến ra thành chân kiểu gì đây? Hả? Đúng rồi. Thế không ai chỉ cho chúng ta cách trở thành con người à? Con không muốn làm cá như thế này đâu. Giảm á. Chỉ ta bị né trước, không người ta quăng lưới bắt một cái là tôi. Nhìn được ánh nắng, chị không hiểu à? Chị không. Hai cái đứa này.
Mày có thể thấy mặt của mẹ không hả? Là do chúng mày làm đấy. Nhìn kỹ vào. Là tại chị tiên cá ngày á, không phải con. Là tại em đó. Một đứa là tiên cá ngày, một đứa là tiên cá đêm. Hai chúng mày chỉ có việc cai quản ngày và đêm thôi mà cũng không làm được. Suốt ngày chí quét nhau. Mà chúng mày xem, đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Lấy chồng á? Mình cũng già rồi mà. Hai đứa chúng mày lấy chồng cho mẹ. Hả? Lấy chồng á? Ừ. This name. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là cậu Ấm, con ông Chén. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Điều kiện à? Dạ, con tên là Bờm ạ. Con đến từ vùng quê nghèo khó. Nhà con chỉ có một túp lều tranh và một quả tim vàng. Nguyện yêu nàng ạ. Tiền thì nhà này không thiếu. Ta chỉ cần con rể có sức khỏe. Sức thì khỏe mới lo được cho hai đứa con gái của ta thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, sức khỏe con có ạ. Con cũng có sức khỏe. Khiếp cái nách đầu đi hôn vui quá. Chào mọi người, chào cả nhà. Ba thằng rể mà ta chỉ có hai đứa con gái. Thế thì tham gia thử thách. Đây mẹ vợ, đây là trò gì vậy? Đúng rồi, đây là một thử thách cần có sức khỏe và sự dẻo dai. Thứ mà ta yêu cầu là chàng rể nào bơi tới đây trước chạm được vào con gái ta thì sẽ là chồng của con gái ta. Cái này đối với ta quá là đơn giản. Đúng, bắt đầu thôi, bắt đầu đi. Phần thi chính thức bắt đầu. Lên đi, chuẩn bị, bắt đầu. Cố lên con trai, bê cố lên. Con trai bà có vẻ yếu ớt vậy, không vượt qua nổi con trai của phú ông kìa. Đường dài mới biết ngựa hay, bà cứ chống mắt lên mà xem đi. Yeah. Ôi, chàng ấy thật là khỏe quá. Yếu sừ ra, khỏe gì mà khỏe. Con trai mình sao lại thụt lùi phía sau thế này? Khỏe thật đấy. Yeah. Ta có vợ rồi. Yeah. Yeah. Xin lỗi chú em nha, anh cũng chạm tới phao rồi. Sao hắn lại bơi nhanh vậy chứ? Mẹ ghẻ, được giờ đấy nha. Sao? Tính ra bây giờ hai đứa con gái của tôi, ba thằng đều chạm được vào phao. Thế thì chúng ta chơi thêm một trò nữa nhé. Hả? Lại trò nữa? Nữa. Ê, con có ý kiến chú này. Không ấy, con với cậu này chung một vợ được không? Đây. Vớ ba vớ vẩn, thế là phạm pháp đấy. Trò thứ hai, bắt đầu. Mẹ vợ ơi, chỗ bóng bay này để làm gì vậy? Đây là thử thách thể hiện sự nhanh nhẹn và tinh mắt của các người. Trong số bóng bay này có tên của hai đứa con gái của ta. Ai mà lấy trúng bóng có tên của người nào thì sẽ là chồng của người đó. Cơ hội này chỉ dành cho hai người thôi. Các người đã rõ chưa? Bọn con đã rõ. Vậy thì không phải quả này. Không có. Ở đâu nhỉ? Không có. Tránh ra. Anh này. Có lên, có lên, có lên. Lên lên đi. Bỏ cuộc đi. Ừ, đúng rồi đó. Cãi nhau đi. Cả hai nàng ấy sẽ là vợ của ta. Bỏ bóng ra. Cho ăn no nước nè. Chàng. Uống đi. Uống nhiều vào. Không, cứu tôi với. Ui, trời nắng quá. À, nắng quá, có ai đưa tôi trở về biển với? Tiên cá. Này tiên cá, sao cô lại mắc cạn thế này? Ta lên bờ chơi, nhưng mà thủy triều rút nhanh quá, ta không chạy kịp. Anh
có thể đưa ta về nhà được không? Hóa ra là vậy, cô ngồi yên đi, để tôi giúp. Nào, đi nào. Được lắm. Hay nè. Thằng kia nhanh thế. Đây rồi. Cô ta. Mẹ vợ, con đã tìm thấy. Tốt lắm, giờ hai người đổ bóng đi. Mẹ ơi, con cưới được vợ rồi đấy. Tốt lắm con trai, mau đổ bóng đi. Nàng tiên cá ngày. Nàng tiên cá đêm. Em đây. Nàng tiên cá ngày. Vợ mình đó. Ta về ta bảo cha ta lấy cho ta 10 vợ, không thèm chấp. Bà không già. Chào bà. Không ngờ ta có được nàng và cứ được nàng làm vợ. Trời ơi, sao em xinh thế, ban đêm mà còn đẹp hơn ban ngày nữa, yêu quá. Cưới em không đơn giản đâu, khi em về tất cả việc nội trợ trong nhà anh làm hết, cơm ba bữa anh phải nấu, mỗi tuần 7 ngày không được trùng món nào, việc lương hàng tháng phải được em giữ, ban đêm anh lúc nào cũng phải ngon thì em mới thích. Thế còn em, em làm cái gì? Em làm mình làm mày. Ôi dồi ôi. Là con dâu bà đấy, không sao đâu. Không sao. Bà ơi. Quả này mẹ xong rồi. Mẹ ra bao nhiêu? Mẹ không tin lần này mẹ lại thua. Chắc chắn mẹ ăn chín. Chín nè thì chín nè. 10 á? Giỡn thầm nè. Mẹ ta không có được chưa? Mày chia đi, mẹ chơi lại. Alo, nô, đang căng thẳng gọi cái gì đấy? Bà nấu cái gì mà khói nghi ngút trong nhà rồi, về đi. Nhà tao bốc cháy á. Cháy á. Ôi thôi xong rồi. Mày, mày cho mẹ mượn cái xe nha. Ôi trời ơi, cái con cám này, nó làm cái gì vậy? Tí xong mẹ lại chơi tiếp nha. Mẹ cứ đi từ từ thôi nha, không gì phải chọi đâu. Chết mẹ rồi. Mẹ ơi, xe con không thắng. Cháy. Ôi dồi ôi, cháy nhà rồi. Phanh làm sao thế này? Ôi dồi, mất phanh à. Cái thằng hoàng, mày còn hỏi nữa. Xe mày không có phanh sao mày không bảo? Con nói rồi nhưng mà lúc đó mẹ đi rồi con nghe thấy. Tiền sư mày, tại mày cả đấy. Lấy xe đưa mẹ về, nhà cháy rồi kìa. Cái nhà rồi. Mẹ mà biết mình làm hỏng nhà. Toàn rồi, đi trốn mới được. Tiền sư cái cây này. Mày đi mà không có mắt 13 và 3 nè. Mày biết bà mày đang bận thế nào không? Hả? Lại còn trơ trơ ra. Tao nói mày không nghe gì à? Lại còn nhìn ngán chân, làm bà vỡ cả đít. Tao cho mày đau này. Này thì ngán được. Mày hả? Mày biết đau không? Bà mày không biết đau đây. Mày biết đau chưa? Mày thử đau cho xem nào. Sao mày cứ trơ trơ thế này? Giỡn, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Đã biến thành que củi cho đỡ làm phiền rồi, vậy mà cũng không yêu. Tức thật ấy, giờ biết chỗ nào để trốn bây giờ? Có trò đây. Để ta chứng kiến xem ngươi bị người khác chà đạp như thế nào. Cái này là cái gì? Chân mình đâu? Sao mình lại biến thành thế này? Cùng xem kịch hay nào. Người phá ta. Ôi trời ơi, chân của tôi. Mọi người ơi cứu. Trời đẹp vậy ta. Ủa chú Mi nè, con gái sao lại ngồi đây một mình?
nó chạy. Ủa trời ơi, yêu quái ở phương nào mà nó nhanh? Quái cái gì mà quái? Tôi đẹp như thế này mà anh bảo tôi là quái vật à? Mặt thì nhiều mụn, miệng thì nhiều con cái vậy. Xem lại bản mặt mình đi. Bực thế nhỉ? Ê, sao mặt mình nhiều mụn thế này? Ở sao môi mình dày vậy? Bởi là nước ơi, mẹ ơi. Ừ, cái xe còn giả đem đi bảo dưỡng đi. Để mất phanh thế à? Mất thắng mẹ đi mà chả để gì hết à? Ủa, sao nghe tiếng khóc vậy mẹ ha? Mẹ cũng thế. Hay là mèo kêu á? Chắc là thế đấy. Tại mày. Mẹ đó. Ảo thế nhờ. Chẳng lẽ lại có ma? Ban ngày ban mặt làm gì có ma. Chắc mẹ té cái đầu bị làm sao rồi. Ê, thằng này. Lần sau mẹ đi mẹ nhớ cẩn thận đó. Hoàng ơi. Gì vậy? Cái gì ở dưới chân mẹ đấy? Hoàng ơi, mày xem cái gì? Nó túm chân mẹ đi. Sao ma phải không? Không. Mẹ. Đây. Trời ơi. Con cá mà. Ôi trời, sao thành con cá vậy? Đưa nó về. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Để giữ đi. Được rồi, đi. Con ơi, cẩn thận đi. Em cám. Em ơi, là em ơi, làm sao con... đây? Sáng nay những trái đổ xăng, chiều về đã thấy nhà căn bản rồi. Thằng kia, mày nói linh tinh gì đây? Em mày đã chết đâu mà mày đi hát thế hả con? Con cũng chỉ học tập mấy câu thôi. Ê, chạy đi em ơi, chạy đi. Chạy đi, Cam. Cam ơi, mày đừng bỏ mẹ mà Cam. Cái thằng Hoàng kia, mày tìm cách gì cứu em mày đi. Phải làm sao đây? Con có cách rồi mẹ. Cách gì? Cách này. Đây là sản phẩm của nhà con. Cái thằng này, mày làm cái gì đấy? Lắp cái gì điếc tai thế? Ui. Chủ nhân, người có gì cần sai bảo ta? Ai đây hả? Xin giới thiệu với mẹ, đây là thiên thần gia pháp bảo vệ nhà con. Thiên thần á? Chào mẹ ghẻ và em gái. Dạ. Có pháp bảo gia truyền mà không thấy khoe khoang gì cả nha. Tình huống cấp bách con. Cô mau chữa trị cho em ta đi. Được. Ôi trời ơi, con phép thuật à? Đây là lời nguyện của ác quỷ, ta không thể chữa trị được. Thế em ta, cô có cách nào không? Cái gì? Người phải cứu bằng được con gái ta. Kìa mẹ. Ta chỉ có thể làm cô ấy tỉnh lại thôi. Còn chữa khỏi thì... Vậy cũng được, cô mau làm đi. Ôi trời, con gái. Tỉnh rồi mẹ. Cám ơi, mày làm mẹ sợ con quá. Làm tốt lắm. Cám, mày nhìn thấy mẹ chưa? Mẹ đây. Mẹ ơi. Cám, mẹ ơi. Mẹ đây. Con xấu quá mẹ ơi. Người dân người ta xua đuổi con. Xua đuổi á? Xong rồi còn đánh đập con nữa. Mẹ ơi. Ôi. Bạn ơi, xấu xa. Đồ ăn hại, đồ xấu xí. Chê bạn của tao. Đồ xấu xí. Không, đừng mẹ. Các người đồ xấu xa, đồ xấu xí, đồ dơ, đồ cha mày. Mày xấu vậy hả? Mày chỉ chơi một mình thôi. Đồ bẩn thỉu không ai chơi với mày nữa đâu. Không chịu đâu. Thôi mà, nhưng mà con có xấu đâu, con vẫn đẹp mà. Con không biết đâu. Xinh đẹp như xưa, hơn xưa cũng được. Nè thiên thần, cô xem có cách nào giúp được em ta không? Giờ thì chỉ có ác quỷ mới phải giải được lời nguyền thôi. Ai đây? Ai vậy? Không cần phải tìm đâu xa, nhắc tới ta là ta xuất hiện. Ai đây? Mẹ, chính là mụ này đã hại con ra nông nỗi này. Là mày hại con gái tao. Ngươi dừng lại đi, đừng có mà lộng hành nữa. Có giỏi thì ta với ngươi đấu tay đôi. Được, ta cũng chán cô ta rồi. Ôi, Cám ơi. Cám, mẹ đây. Trở lại bình thường chưa hả? Các người yên tâm, chắc chắn ta sẽ thắng.
lo việc ở nhà đi. Quá, wow, cảnh trên này đẹp quá chị ơi. Cũng bình thường thôi, em hãy tận hưởng nốt đi. Dạ, vâng ạ. Chào các con gái của ta. Dạ, Long Vương. Hôm nay ta có một món quà muốn dành tặng cho các con đây. Quà sao? Quà của con đâu ạ? À? Đây, quà của con đây. Con cảm ơn Long Vương nhiều ạ. À. Thế còn quà của con đâu ạ? À? Chắc chắn là to hơn em rồi. Hôm nay ta hơi dội, ta chỉ kịp mua cho em thôi. Con lớn rồi, nhường em một tí cũng được. Lần sau ta tặng bù nhé. Hai chị em chịu khó chơi chung nha. Dạ. Ta đi đây. Bye bye Long Vương. Chị ơi, cùng mở quà ra nhé. Không cần, người thích thì tự đi chơi một mình đi. Mình có làm gì đâu mà chị lại làm như vậy với mình chứ. Nhưng mà thôi, cũng vui vì Long Vương đã tặng cho mình một món quà lớn như thế này. Wow, khung cảnh và những cây hoa ở đây thật là đẹp tuyệt vời. Nhưng mà cái đuôi này làm mình thật là dương díu, không chạy nhảy được. À, đôi chân này quả là một món quà tuyệt vời mà Long Vương tặng cho mình. Nhưng mà mình chưa quen lắm, để thử đi lại thôi. Thơm quá. Trong lúc đó, hoàng thượng đang vui vẻ ngắm hoa, thưởng thức cảnh đẹp tại nơi đây. Thật là xinh đẹp, mình phải đến làm quen mới được. Cẩn thận. Một vòng nhé. Đi được, dẫn ta đi xung quanh nhé. Đây là một loài hoa. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều ở bên cạnh cô? Ta sẽ lấy hết tất cả. Nhanh cái tay lên con yêu. Trả giá cho tất cả mọi gì vì dám giựt mặt tôi. Bực mình. Tới mẹ đi. Này, này, đứa nào vậy? Đứa nào ném mẹ con tao? Mau ra đây. Là ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Cái con đen thù lùa kia. Đã sao cần thích gian giáo ở đây hả? Nhìn cái bản mặt là thay ghép rồi. Đã xấu là còn xa, đã ba hoa là còn tinh tướng, đã bướng lại còn. Sao ngươi bớt đau thế? Mày bỏ tay con gái tao ra. Cái con mánh nó cứ là kẻ điên xị trong các bạn con đang vui rồi. Đã xấu lại còn xa, ai cho ngươi đẩy mẹ con ta như thế hả? Muốn bà chết hả? Ba má không cần phải cho ngươi một bài học mới được. Động vào ta thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Chị đẹp, chị đẹp, chị thả mẹ con em ra đi. Em có máu mà không nhìn thấy nó thánh sơn. Chị tha cho em đi. Đây là khu vui chơi của nhà ta đấy. Đẹp thật đấy. Em có máu mà không nhìn thấy nó thánh sơn. Chị tha cho em đi. Xem thử thôi. Cái người màu chết đi. Dừng lại đi. Hai người có sao không? Chị đang làm gì thế hả? Chị đừng làm như vậy nữa. Không tốt cho thủy cung chúng ta đâu. Hai người có làm sao không? Ta thích đấy thì làm sao hả? Chị thật là quá đáng mà. Hoàng thượng, ngài quen hai người kia à? Không, ta chỉ quen cô gái kia thôi. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa. Wow, ngài đúng là có con mắt tinh tường. Ta đúng cũng thấy cô gái áo hồng kia xinh xắn đẹp đẽ. Không như là ai còn kia. Tốt bụng nữa. Không như cái ai kia đâu. Cái xấu là còn lắm mồm, là còn bạo lực đánh mình nữa chứ. Này, mọi người đừng nói như vậy.
Nhìn chị ấy như thế thôi, nhưng trong tâm rất là tốt. Bụng nó giống con mẹ, lúc ăn thì rất tốt, nhưng mà khác cái chỗ là một bồ dao găm 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 găm. Đúng là tâm sinh tâm. Hỏi sao mà nó bướng thế cô nhỏ. Hãy trị ngay cái cục đen phù lùi này đi. Đúng rồi, cái con này phải đi. Được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Mà không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế là không ra một cái hệ thống cống rãnh gì đâu. Mình chết hết rồi sao? Sự thông minh tốt đẹp của người và được mọi người yêu quý. Ta căm hận điều đó. Ta sẽ làm cho những người thân yêu xung quanh người phải cảm ơn. Đừng làm thế mà. Chủ nhân, trả lương cho bọn em đi chứ. Ngày chậm lương của bọn em hơn tháng rồi đấy. Mau trả lương cho bọn em. Đúng đi. Đúng rồi đấy. Các người thương thương cho ta vài bữa nữa. Dạo này ta khó quá. Không được, bọn em cần trả luôn. Ngày đừng có gấp nữa. Các người cứ bình tĩnh. Chủ nhân không trả được thì bọn em không phục tùng ngài nữa. Đúng vậy. Mau đi đi. Các người, các người làm gì vậy? Mau thả ta ra. Sao các ngươi lại dám làm vậy với ta? Không có tiền thì không các có quyền nói rõ chưa? Bọn tôi đạp cho bà nữa. Đi đi đi, đừng bỏ rơi ta mà. Các ngươi giờ mình phải làm sao đây? Đừng đi mà, sao số mình khổ vậy chứ. Trời ơi, con khỉ này giống con voi lắm rồi đó. Cái tên này đang đuổi trên tóc tóc đấy. Khó quá, chơi mãi chả đưa đi chơi được không mà biểu bôi. Trời, quá đơn giản. Mẹ đưa tôi bóng đây. Mẹ đâm bàn đi. Dâm ba cái trò này, đúng hơi gì. Bại à. Chó cũng chê mẹ lắm. Nó không tin con không chơi được cái này. Thôi thôi thôi, bỏ. Đi tiêu tiền đi, mang theo nhiều thế này à. Mẹ đã từng quen đây rồi. Anh đừng bò như thế, thương lắm. Đứng dậy đi nào. Các người đừng đánh ta nhé. Tiên cá, đứng dậy đi. Bọn ta giờ thay đổi rồi. Đúng rồi, người hiền thục lắm. Mà mấy thằng đệ của ngươi đâu? Mấy thằng mà cầm cái gậy á. Đỏ đỏ đây. Thương nhờ. Vì ta nghèo nên bọn họ bỏ ta đi rồi. Bỏ đi hết rồi á? Bỏ rồi con ạ. À. Ôi dồi ôi, thế còn ai giúp đỡ không? Ồ, không ai giúp đỡ mẹ. Hay là mẹ con mình cũng lá rách đùm lá tả tơi mẹ nhỉ? Đúng. À. Hai người làm gì vậy? Bọn ta đang rách rồi, gặp đứa nát bọn ta cho tả tơi luôn. Rất là phấn khởi nha. Đứng lên. Mấy người đứng lên đi. Sao các người lại giàu như thế? Bọn ta lý do đơn giản thôi. Đói quá. Cái gì mà con ăn được ổ bánh mì mấy năm nhỉ? Mấy năm rồi nhỉ? Thôi mẹ đừng có nói nữa. Con buồn quá. Đừng. Con đừng gã đây. Sắp mẹ không bé được đâu. Đừng nữa rồi. Mẹ ơi, con bị hoa mắt rồi. Đúng là phơi nắng ở trên này thích thật. Thôi, con đủ rồi. Mình phải đi về thôi. Không hoàng tử với cô cha ở nhà lo chết đi được. Con định đi đâu đấy con? Tanh quá mẹ. Đưa ơi. Con ra chợ nhé. Mẹ đưa con ra chợ nhé. Không, ra chợ để làm gì? Ra chợ để bán lấy tiền, kiếm gì bỏ bụng chứ sao nữa. Không, hai người đây, tôi sẽ cho hai người ba điều ước. Hãy trả tôi về với biển đi. Người nói phép ta, người có phải thần tiên đâu mà cho ta ba điều ước. Người ảo thế, ta nói thật mà. Cô không tin thì cô ước thử đi. Người nằm yên đấy, ta mà ước không được, người liệu hồn đấy. Tôi ước có một đống vàng, đống tiền. Đây. Giờ con đã đứng đây rồi đấy. Nè mẹ ơi, chắc là mẹ phải tán con một cái xem có thật không á. Là thật đấy con ạ. Con ơi, bạn thật đấy. Giờ thì còn hai điều ước. Nếu mà các người cần thì cứ gọi ta lên nhé. Ta về trước đây. Đấy, hóa ra bây là giờ bọn ta có tiền là có quyền rồi. Không ai nghèo nát mồng tơi như nhà người đâu. Nhớ chưa? Mày... Thôi, tiếp tục kiếp nghèo đi nha. Đi tiêu tiền thôi mẹ ơi. Đi con. Rồi các ngươi sẽ phải trả giá. Sướng quá mẹ ơi. Hai người còn hai điều ước nữa đấy. Hãy ước đi. Hai điều ước à?
Tiền cung thì ta có rồi, ăn uống thì cũng xả láng hết rồi. Đúng. Nhưng mà con muốn nhà, tiền tiêu mãi không hết, đồ ăn ăn mãi không no, con cháu cũng biết hưởng lộc cả đời luôn. Muốn giàu thế thì chỉ có lấy vua thôi con. Muốn giàu thế thì chỉ có lấy vua thôi con ạ. À. Ý hay. Ừ. Tôi muốn cưới vua. Được thôi. Đó, bây giờ điều ước của người đã thành hiện thực rồi đấy. Nhưng mà người phải hứa với ta phải là một người hoàng hậu công dung ngôn hạnh, chăm chỉ nết na, đọc sách và giúp nước giúp dân, và cũng phải là một người vợ tốt, một người vợ đảm, một người vợ hiền, lúc nào cũng phải nghĩ đến vua, yêu thương vua, chiều chuộng vua, chăm sóc vua, cái gì cũng phải nghĩ cho vua, thương dân như thương con, với vua cũng thế, phải để ý từng chút một đấy, còn phải biết trước biết sau. Quy chính đại đau đầu quá. Điều ước cuối cùng ta muốn người biến mất. Cá của mẹ, cá đâu? Cứ đợi cho nó biến mất đi, nghe nó nói đau đầu quá. Có hai điều ước đó rồi thì đâu cần cái sự gì nữa đâu. Giờ con là hoàng hậu rồi, mẹ muốn gì mà chẳng được chứ, lo gì. Ừ nhỉ, lúc đấy tiền của mẹ gấp nghìn lần, gấp vạn lần, tiêu đời đời không hết. Mà lúc đó mẹ còn là mẹ vợ của vua. Con sẽ là hoàng hậu. Sắp tới sẽ có một đoàn khách quý tới đây, ta muốn các ngươi trong hôm nay phải dọn dẹp khắp vương quốc này, biết chưa? Dạ vâng ạ. Chúng thần biết rồi ạ. Làm đi, dọn đi, nhanh. Làm nhanh tay nhanh chân lên. Ta phải cưới Cam. Cam phải là hoàng hậu. Các ngươi, dạ, đi theo ta trước hoàng hậu. Hoàng hậu kìa. Hoàng hậu ở đâu? Không biết mình là vua sao cưới vợ rồi. Loa 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 loa, dẹp hết đường ra để cho vua đi nào. Loa 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 loa, mày bả tránh ra. Loa 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 loa, loa loa. Ây da, cái gì đấy? Gió đâu nhờ? Loa 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 loa. Đây, người có thấy thiếu thiếu cái gì không? Ờ, nhẹ nhẹ. Ui ui, hoàng thượng đâu rồi? Hoàng thượng đâu? Loa 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 loa. Hả? Hoàng thượng đâu? Này, hai người kiểu hoàng thượng ở đâu rồi? Hay là... Là sao? Nói nhanh lên. Hay là hoàng thượng băng hà rồi? Mặc cái tiền sao mà biết? Hoàng thượng mất tích rồi. Đi tìm đi. Đi tìm. Đi. Hoàng thượng ơi. Hả? Sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Ta phải đi tìm vợ ta. Ai? Ai vậy? Xin chào hoàng thượng. Cô lại, sao lại bắt ta? Mau thả ta ra, ta phải đi tìm hoàng hậu của ta. Ta sẽ thay thế ngươi. Hoàng thượng, ngươi cứ ở yên trong đấy đi. Gương mặt này. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ở đâu vậy? Mau về với hoàng thượng. Tìm thấy hoàng thượng chưa? Chưa thấy. Hoàng thượng, ta ở đây, các ngươi không phải tìm nữa. Hoàng thượng. Ê, hoàng thượng, hoàng thượng kìa. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ui, hoàng thượng, hoàng thượng ơi, đi đâu mà bọn em tìm mãi? Ta đi đâu không quan trọng, giờ các ngươi hãy theo ta đi đón hoàng hậu. Hoàng hậu, đi đi. Sao lâu thế nhỉ? Lâu quá mẹ ơi, hay là con cá nó lừa mình vậy? Ngươi là ai? Ngươi hoàng tới đây làm gì? Bắt đầu giá lâm rồi đấy. Hoàng thượng à, hoàng thượng Gia Lâm. Anh hoàng đẹp trai quá mẹ ơi, như trong mộng ý. Con rể của mẹ đi ư? Ấy cha, dậu rồi, bà đẹp trai thế. Chào hoàng thượng. Chào chồng. Chồng con. Thưa mẹ, hôm nay con đến đây để xin hỏi cưới Cám về làm vợ. Đúng rồi đấy. Cám, hãy làm vợ anh nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Anh đổi ý rồi à? Đồng ý. Hoàng thượng, nếu nàng muốn cưới ta thì phải giao hết tài sản, đất đai, tài sản cá nhân lại cho ta. Giàu thế rồi mà. Hội ý mẹ ơi, hội ý. Này, sao nó giàu thế rồi mà nó vẫn muốn lấy tài sản của mẹ con mình nha? Chắc là anh ấy đang thử lòng mình thôi. Với cả khi con làm hoàng hậu rồi thì con muốn gì chẳng có. Cái đồng tiền này lên ít n lần nữa mà. Dầm ba cái đất ăn thua đúng, gì mẹ. Cũng đúng, cũng được. Đồng ý, đồng em ý. Em đồng ý ạ. Đây là vàng của em, còn đây là đất đai của em, giao cho anh hết luôn.
cám. Từ giờ nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Ui, ui, cái cục kim cương này phải đến tiền tỷ thôi ạ. Đó là một gia truyền của hoàng của tôi đấy. Giờ chỉ còn đợi thời điểm thích hợp thôi là ta sẽ lấy linh hồn của ngươi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cảnh này nóng quá. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Dừng lại. Hả? Ôi sao lại giống nhau này? Mọi người đừng tin hắn ta. Hắn ta chính là Mommy Longlegs biến thành đấy. Tại sao hắn lại thoát ra được khỏi đấy? Mọi người đừng tin lời hắn. Ta mới chính là hoàng thượng thật, còn hắn là giả. Ôi mẹ ơi, anh hoàng nào là thật, anh hoàng nào là giả, con hoang mang quá. Hai người này có nhiều giọt nước là sao biết được. Ngươi còn già mồm ư? Để ta chứng minh cho ngươi thấy. Ôi trời ơi, hoàng thượng. Ôi, Mommy Longlegs. Mommy Longlegs mẹ ơi, mất hết thiện bạn, mất hết đứa em trai rồi. Mommy Longlegs, mày bị ư? Đừng. Hoàng thượng, tại sao ngươi lại thoát ra được khỏi đó? Điều đó ngươi không cần phải biết. Một cái lũng lễ sợ quá à. Sợ quá à. Đâu rồi? Tôi chưa cá rồi mẹ. Mày vô đó kia rồi, kia rồi. Ta xem ngươi trốn thoát kiểu gì. Thế đây là thật hay là giả đây? Thế mình cưới nhau thôi nha. Em phấn khởi quá. Xin lỗi, ta đã có người khác rồi. Ta đã có người khác rồi. Này, người đã lấy vàng bạc của cải đất đai nhà ta rồi mà người không lấy con gái ta là thế nào? Con đấy là con nào? Ta đã thích người cứu mẹ con cô. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, không ổn rồi, mình phải làm phép cho đấy tỉnh lại mới được. Ta lại ngồi ở đây. Anh đã bị Mommy Longlegs hãm hại để lừa mẹ con chị ghẻ. Bây giờ Mommy Longlegs đang tổ chức đám cưới với mẹ con chị ghẻ đấy. Không được rồi, ta phải đến cứu họ mới được. Nhưng mà ta không có gì, làm sao mà cứu được? Không sao đâu, ta sẽ cho anh một điều ước, có phép thuật để trừng trị Mommy Longlegs. Được rồi, anh ước đi. Ta ước, ta sẽ có phép thuật để trừng trị Mommy Longlegs. Đây, điều ước đã thành hiện thực. Bây giờ anh hãy đi giải cứu được họ rồi. Đi. Tạm biệt. Có duyên, sau này sẽ gặp lại cô để báo đáp. Cảm ơn cô nhiều. Chuyện là như vậy đấy. Còn về tài sản thì ta xin gửi lại. No. Dạ. Ui, không được đâu. Nó cho bọn em rồi mà lì. Thôi, trả là trả thế nào. Đây. Thôi, trả nó đi bạn không à. Thèm. Bạn. Chồng không có, bạn thì có ý nghĩa gì? Hai người cứ yên tâm đi. Ta sẽ tìm một người tốt tính dành cho cô. Không nên đâu. Đi ăn lẩu không? Đi ăn lẩu không con? Có. Đổ này. Hay vừa đá bóng xong va vào đầu nên bị gạ mờ. Nhìn gì xuống âm phủ chơi với ta đi. Qua. Không phải hoa mắt rồi. Mà đừng. Hả? Ông bà, có bà đấy hả? Cho xem với. Mà ông bà đâu? Có bà đi. Đây ông bà gì đấy? Ông bà nhìn dài hả? Đi chơi đi. Gà
lại vừa trêu mày có một tí thôi mà. Gánh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Ôi trời ơi, đi bệnh viện, đi bệnh viện đi. Cam, dậy. Mẹ đây, mẹ đây. Thế là mơ hay là thật đấy? Đâu không, là thật đấy. Thế mẹ mách cái này làm gì? Trời ơi là con, mẹ mách thế này để đi làm giàu đấy. Mách đi làm giàu á? Hoàng thượng công công đây, đẹp chút cho. Rồi, đẹp lắm. Dơ. Dơ. Quá đẹp hoàng thượng ơi, chị mừng lắm. Cái gì đây? Cái thằng nô này, sao lại chạy? Còn vứt máy của ta nữa. Thằng này ta trừ lương ngươi. Nhường nhường quen thân. Ê, xem nào, ai chà, mình đẹp trai quá đấy chứ. Cái làm gì có ai, sao trong ảnh lại rõ ràng là không có ai, sao trong ảnh tay ai đây? Mẹ đưa tiền cho mẹ, đưa tiền cho em. Nó chạy rồi, đuổi. Ôi, mẹ, đưa tiền cho mẹ. Đợi. Bỏ làng nước ơi, có ma. Bầu đưa tiền cho mẹ. Bác Hoàng ơi, thấy cách này hay không? Đuổi theo đi mẹ, đưa tiền. Sao ma cà rồng gì mà lại đòi tiền nhờ? Mà nói mới nhớ, trong gương mặt quen. À, hóa ra là vậy. Đưa tiền cho mẹ, mẹ đói, mẹ đói, mẹ đói. Tiên sư đến nào đem cho bà ngã thế? Hai người hết trò để nghịch rồi à? Có tin á, con cho hai mẹ con mặc áo Juventus rồi Tết này á, khỏi về luôn không hả? Em mấy chuyện như này mà anh vẫn nhận ra. Gương mặt của hai người á, dù có hóa thành tro con cũng nhận ra nhá. Tina em xài xin, lỡ lôi ngã lỡi. Xin lỗi, tại mẹ dụ dỗ em đấy chứ. Chứ em là con người thật thà. Năm nay kinh tế khó khăn, mẹ chỉ muốn xin con một ít tiền để chơi Tết thôi. Đói lắm rồi. Mẹ xin nhưng mà con không cho. Cái thằng con rể kia. Anh Khang là đồ bất hiếu. Nói thế không cho là đúng rồi. Tại con đấy. Đi về. Nào loài người, mau đến đây đi, bỏ lá bùa cho ta. Hà thì chồng nứt đối đổ gách, gia đình mà không giúp đỡ nhau gì cả. Đúng rồi đấy, là nguồn nước mà dân xin vài đồng không cho. Thế chứ. Mẹ nói đúng á, như thế là không được. Sao mẹ không trả lời con vậy? Con đang hỏi mẹ mà. Này, sao đấy? Mẹ ơi, mẹ. Nhanh lên nào, tới tháo lá bùa cho ta. Đúng rồi, nhanh lên, tháo đi, tháo lá bùa xuống băng. Cây cây xanh xanh thì la. Là ai đã tháo lá bùa phong ấn mà cà rồng rồi? Không ổn rồi, mình phải tìm người giúp mới được. Tuyệt. Các người hãy cùng ta đi trả thù nào. Vâng. Tưởng dọa tống tiền ta mà dễ à? Còn lâu. La 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 la. Tiếng ai hát vậy nhờ? Hả? La la. Này, la, này tiếng cá. Ui, ui, cẩn thận. Cô có sao cảm không? Cảm ơn ạ. Chàng trai, xin hãy giúp ta với. Giúp gì? Ta có thể giúp gì được cô? Chuyện là nàng tiên cá à, có phải cô bất ngờ lắm đúng không? Là ai? Ai đã giúp cô thoát khỏi lá bùa phong ấn? Thoát cái gì đâu, cô đừng sợ. Kia là mẹ và em gái ta, lại còn thuê cả diễn viên nữa à? Để ta lên giải quyết cho. Không phải, này, đừng. Cẩn thận. Này mẹ, mẹ là còn thuê cả diễn viên để lừa con nữa à? Con không sợ đâu. Ui, ê mẹ, làm thật à? Bỏ lại. Ta ra, ta đang thấy răng. Lý nhớ cho ta.
Cô hãy mau dừng lại đi, đừng làm việc xấu xa nữa. Không đời nào. Hai mẹ con chờ con nhé. Macaron, tại sao công lực của cô giờ lại tăng mạnh như vậy chứ? Cảm ơn thời gian công thức của ngươi đã giúp ta tăng cường sức mạnh. Giờ thì đi chết đi. Mau thả ta ra, ta không muốn bị phong ấn lần nữa đâu. Còn lâu nha. Bị phong ấn là đúng rồi. Hai người tỉnh chưa? Tỉnh dậy. Chờ là cho mẹ ăn tỏi. May là con cho ăn tỏi nha. Không là giờ mẹ cũng phải run ra ăn đất thôi. Cảm ơn chàng trai đã giúp ta phong ấn được Macaron. Nếu có chuyện nhất định ta sẽ báo đáp. Bây giờ thì ta phải đưa cô ta đến với phong ấn đi. Tạm biệt. Tạm biệt cô, hẹn gặp lại. Khoan. Ai đây? Anh Hoàng. Ai á? Con cá bé âm như là ngon. Còn lâu cô mới nói. Hai người tránh xa con ra đấy.